To me, I think as a youth and a young generation, I want to balance between my career and my path and my passion in love. Because I do believe that I was able to concentrate on my career can help me to improve my life and help me to have more way to make myself a better version than yesterday. And in being able to receive the love and be show my passions to love can help me in my way of inspiring my love to others and make people believe more in themselves and spread all of the positive meanings in the society. Thank you. Trần Huy Hoàng sinh năm 2003, quê thành phố Hồ Chí Minh. Cô được biết đến với vai trò người truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nữ quyền, bình đẳng giới và quyền cộng đồng LGBTQIA+. Cô hiện là một nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng có kênh TikTok hơn 250.000 lượt theo dõi. Huy Hoàng chia sẻ về thời điểm nặng 115kg. Cô cho biết khi ấy cô bị stress vì ôn thi đại học, liên tục ăn đêm nên tăng cân mất kiểm soát. Thí sinh bị bạn bè miệt thị ngoại hình, gọi bằng nhiều danh xưng khó nghe như heo nái, trâu mập, heo rừng. Nhận ra một số vấn đề về sức khỏe, Huy Hoàng quyết định giảm cân sau kỳ thi đại học. Quá trình giảm cân của tôi không chảy hoa hồng. Tôi chịu nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vì hướng đến mục tiêu an toàn sức khỏe, tôi buộc phải vượt qua. Những buổi tập không làm tôi nản chí, mà thứ làm tôi gục ngã chính là lời nói của những người xung quanh. Ngay cả khi nhịn ăn cả ngày, tôi vẫn phải nghe những lời phán xét như ăn như vậy thì cái thây sao ốm nổi. Dù lúc đó tôi chỉ ăn rau, không tinh bột. Tôi cũng tìm đến thuốc giảm cân. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc làm tôi liên tục bị hại đường huyết, hiệu suất làm việc thấp, tâm thần trì trệ. Sau này, nhờ gia đình cùng những mối quan hệ tích cực xung quanh, động viên, tinh thần tôi thoải mái hơn. Tôi bắt đầu ăn uống healthy, vận động lành mạnh. Cô chia sẻ với Ngôi Sao Tối 22 tháng 3. Sau một năm kiên trì tập luyện, Huy Hoàng giảm được 30kg. Hiện cô nặng 85kg, cao 1m7, số đo 102, 82, 106cm. Biết chỉ số BMI của tôi vẫn ở mức béo phì cấp độ cao, nhưng tôi hạnh phúc vì ít nhất mình đã bắt đầu thay đổi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục giảm cân. Hiện tại tôi đặt mục tiêu giảm thêm 10-20kg nữa để chỉ số BMI về mức an toàn, cô tâm sự. Ở tập 4, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, với lợi thế hoạt ngôn, Huy Hoàng là thí sinh giành chiến thắng phần thi kỹ năng trả lời ứng xử. Cô đạt chứng chỉ IELTS 7.5. Điểm tiếng Anh cao nhất trong số các ứng viên tại cuộc thi năm nay. Huy Hoàng nói điểm mạnh của cô ở cuộc thi là sự chuẩn bị kỹ năng. Cô tự nhận bản thân có khả năng truyền tải thông điệp bằng tiếng Anh tốt, có sức trẻ và quyết tâm hoàn thiện mình. Tuy nhiên, tôi cũng có nhiều hạn chế. Vì là một người trẻ, lần đầu tham gia cuộc thi về nhan sắc dưới format truyền hình thực tế, tôi không tránh khỏi những giây phút áp lực tâm lý, dẫn đến sự thiếu tiết chế trong lời nói, hành động. Sự hào thắng, máu chiến quá cao cũng là nhược điểm gây ra những lựa chọn chưa chín chắn của tôi. Đây là bài học lớn mà tôi nghĩ mình cần rèn rũa nhiều hơn sau cuộc thi, cô nói. Huy Hoàng nói về lý do cô thi Hoa hậu dù sắc vóc gây tranh cãi. Tôi đi thi Hoa hậu để trải nghiệm. Tôi là người rất đam mê Hoa hậu, luôn mơ ước được trình diễn trên sân khấu, hô vang tên mình và được nghe tiếng reo hò của khán giả dành cho mình. Tôi còn trẻ, muốn trải nghiệm thật nhiều thứ. Tôi biết mình vẫn chưa hoàn thiện, nhưng Hoa hậu chuyển giới Việt Nam là một cuộc thi dành cho LGBTQIA+, một cộng đồng đầy màu sắc. Một vài đặc trưng về hình thể không thật sự là cản trở. Vì mục tiêu của tôi không phải là chức vương miện. Tôi tin sự xuất hiện của mình là nguồn cảm hứng cho sự nỗ lực của một thế hệ mới. Thí sinh nói mục tiêu của cô ban đầu là vượt qua vòng casting. Do đó, việc vào top 12 chung cuộc khiến cô vui mừng. Hiện tôi không muốn đặt mục tiêu quá lớn. Mình đi tới đâu hay tới đó. Quan trọng là ở mỗi cột mốc, tôi đã chiến hết mình, cô nói. Huy Hoàng nói, ba cô có tiền sử bệnh tim. Trước đây, cô không dám thừa nhận giới tính thật vì sợ ba sốc, dẫn đến nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, khi cô nói ra sự thật về giới tính, ba cô đón nhận với tâm thế nhẹ nhàng, bình tĩnh. Ba nói với cô, miễn không làm hại ai, làm xấu bất kỳ ai thì ba rất tự hào về con. Gia đình luôn là nơi tôi cảm thấy an toàn vì tôi nhận được nhiều sự yêu thương từ nơi này. Mỗi khi tôi áp lực, sự chỉ trích từ khán giả, tôi thường đóng cửa mạng xã hội và dành thời gian bên người thân. Gia đình luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi về kinh tế khi đi thi, nhưng tôi không muốn bản thân làm ba mẹ thất vọng vì sự đầu tư này, nên tôi tự chi trả cho quá trình tham gia cuộc thi. Có hơi stress một xíu, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự ủng hộ của gia đình dành cho mình, cô cho hay. Hiện Huy Hoàng chưa có ý định phẫu thuật chuyển giới vì cô cảm thấy đó là sự hy sinh, đánh đổi quá lớn. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, tình yêu thương mọi người xung quanh dành cho mình. Việc phẫu thuật chuyển giới sẽ là điều cuối cùng dù cân nhắc, cô nói.